Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay công ty nhạc Việt xin trình làng với quý vị bộ Live Array Dallas Passive lại mới về. Xin thưa với quý vị, cái đầu tiên là hai tấc đó, hai tấc 8 inch và một cái trap. Kế đến là 2 tấc rưỡi, người Mỹ nó gọi là 10 inch, và 2 cái trap. Nhưng nếu quý vị thích nhỏ gọn thì quý vị có thể chơi 1 cái 10 inch với 2 cái trap. Sau đó là quý vị sẽ có 1 cái 12 inch, 2 cái la mít 6 inch rưỡi và 2 cái cổ trap. Đấy. Và kế đến chúng ta sẽ có 2 cái loa 12 inch và 2 cụ trap cho những anh nào thích to. À, nhìn thấy mặt thì có vẻ giống như là cũng bình thường giống như người ta thôi, đúng không? Đấy. Nhưng quý vị hãy coi cái độ hoàn thiện của em nó. Đây, chi tiết đến mặt lưới nè. À, quá đẹp luôn nè. Đấy. Quý vị có thấy phê không? Chứ tôi là thấy phê luôn rồi đó. À, Dallas. Đây, logo đây. Thấy chưa? Còn gỗ nè. Hai tay nắm nè. Độ hoàn thiện của nó là thấy không? Đó. Như vậy còn nói gì nữa? Rồi, đây. Trời ơi, ta nói nó mướt mượt mượt. À, mướt mượt mượt sức rửa à. Quá dữ luôn. Mướt mượt mượt. Rồi ta nói nó cái gì nó không có cái giá của nó, đúng không? Những anh nào mà đã chờ cái loa Dallas của tôi đến giờ phút này thì xin thưa với quý vị rằng là đáng đồng tiền bát gạo lắm nha. Quý vị sẽ hỏi câu hỏi kế tiếp là bao giờ thì demo? Tôi xin thưa với quý vị rằng ngày 18 tháng 9 này sắp tới đây là cái ngày dành cho các em nó cất tiếng lên để chứng tỏ chính mình. Nha, hẹn quý vị ngày 18 tháng 9. Nhưng mà anh nào chịu không nổi thì hãy lên công ty nhạc Việt, rồi chúng tôi cũng sẽ đáp ứng cái nhu cầu của quý vị và mở cho quý vị nghe thôi. Hả? À, rồi quý vị có thương lòng mà rước em nó về thì chúng tôi cũng sẽ sẵn lòng chiều quý vị thôi. Có ai dám cãi gì đâu. Im re rè. À, đây, em nào tay gỗ này kia ha. Siêu sang, siêu mượt, siêu xịn. À, ok chưa? Bye bye.